ngã Ukraine hiếm hoi nối lại đàm phán ngừng tấn công cơ sở năng lượng. Bí mật đằng sau KUB, cánh én thép thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine. Châu Âu đối mặt với nhiều áp lực đe dọa cam kết ủng hộ Ukraine. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết giới chức Ukraine và Nga đang tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về việc ngăn chặn những đợt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau. Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận trong giai đoạn đầu sẽ sớm được nối lại. Trước đó, các cuộc đàm phán trong tháng 8 giữa Nga và Ukraine do Qatar làm trung gian đã gần đạt được thỏa thuận, nhưng bị đổ vỡ sau khi các lực lượng Kiev bất ngờ đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Moscow khẳng định quân đội Ukraine phải rút khỏi Kursk trước khi bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra. Financial Times lưu ý, thỏa thuận này sẽ đánh dấu sự xuống thang đáng kể nhất kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành kế hoạch quân sự vào đầu năm 2022. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Moscow và Kiev đã giảm tần suất các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong những tuần gần đây, theo các thỏa thuận đạt được giữa các cơ quan tình báo. Financial Times lưu ý, khi mùa đông đang đến gần, Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn phá hủy gần một nửa công suất phát điện của nước này. Financial Times viết, ông Putin khó có thể đồng ý thỏa thuận cho đến khi quân đội Nga đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Kursk. Trả lời các phóng viên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, khi nói đến năng lượng và quyền tự do hàng hải, việc đạt được kết quả về điểm này sẽ là tín hiệu cho thấy Nga có thể sẵn sàng chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky nói, chúng tôi đã thấy trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần đầu tiên rằng có thể có một quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác, chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ. Họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Liệu việc này có thể giúp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột không? Tôi nghĩ là có. Ukraine đã chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn khi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện đã làm giảm gần một nửa sản lượng điện của nước này. Hiện Ukraine phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy điện hạt nhân và nhập khẩu năng lượng từ các nước châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ông mong đợi phản ứng tích cực hơn từ cuộc bầu cử Mỹ, không phải vì sẽ có một tổng thống mới, mà vì hiện tại trọng tâm của Mỹ là các cuộc bầu cử và tôi nghĩ rằng điều đó có thể khiến bất kỳ tuyên bố gay gắt nào trở nên thách thức. Họ không muốn có thêm rủi ro. Tập đoàn Kalashnikov đang mở rộng sản xuất KUB, một loại máy bay không người lái hay UAV tấn công có độ chính xác cao, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa khả năng tấn công vào các vị trí bọc thép của đối phương dưới sự dẫn dắt của hiệp hội khoa học và sản xuất hệ thống không người lái, Ivesk Kalashnikov đã phát động một chiến dịch tuyển dụng lớn nhằm thu hút các kỹ sư, lập trình viên và công nhân có tay nghề để phục vụ trong công tác mở rộng này. Nỗ lực tuyển dụng phản ánh chiến lược nâng cao năng lực sản xuất của tập đoàn nhằm cung ứng liên tục dòng UAV KUB phục vụ chiến lược quân sự của Nga tại tiền tuyến. Loại UAV cảm tử này đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong xung đột Ukraine, nơi Nga sử dụng loại máy bay không người lái này để phá hủy cơ sở hạ tầng và các phương tiện hạng nhẹ của đối phương, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ điều khiển từ xa. Những kiểu vũ khí này giúp Nga gia tăng năng lực tác chiến và đáp ứng nhu cầu tấn công nhanh gọn, chính xác trên các mặt trận giằng co tại miền đông Ukraine. Các loại drone cảm tử như KUB không chỉ mở rộng khả năng tác chiến của Nga mà còn định hình lại cách thức các quốc gia sử dụng thiết bị không người lái để tối ưu hóa chiến thuật. Được biết, hệ thống AI được tích hợp vào máy bay không người lái KUB giúp nhận dạng và phân loại mục tiêu theo thời gian thực Công nghệ AI tăng diện tích được bao phủ trong một chuyến bay lên 60 lần, cải thiện khả năng tự chủ và sát thương trong thời gian thực của máy bay không người lái. KUB được thiết kế với sải cánh 1,21 m, chiều dài 0,95 m và chiều cao 0,165 m. Máy bay được thiết kế với cánh hình tam giác rộng, có khả năng tàng hình và hoạt động im lặng trong các nhiệm vụ. UAV được thiết kế để sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. UAV KUB cũng có thể tấn công xe tăng chiến đấu, kích nổ chất nổ xuyên thủng tháp pháo. Ngoài ra, UAV này còn được cung cấp điện bởi một động cơ duy nhất, có thể đạt tốc độ bay tối đa 130 km một giờ. Máy bay không người lái này có trọng lượng cất cánh tối đa là 12 kg, với tải trọng mang theo lên tới 3 kg, bao gồm cảm biến và đầu đạn nổ. UAV KUB có thời gian bay kéo dài 30 phút và có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 40 km. Hệ thống này cũng chứng minh được khả năng thích ứng với các thời tiết khắc nghiệt chịu được gió giật tới 10 m một giây và hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Ukraine cũng đã ứng dụng công nghệ UAV nhằm đối phó với Nga và tạo thế cân bằng với đối phương, minh chứng cho xu hướng gia tăng của các hệ thống tự động hóa trong xung đột quân sự hiện đại. Vừa qua, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thừa nhận trên đài phát thanh Radio Z rằng Ukraine không còn tính đến Ba Lan nữa. Theo một nghĩa nào đó thì là như vậy. Ông Duda trả lời như trên sau câu hỏi liệu Ukraine có ngừng xem xét ý kiến của Ba Lan sau khi cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine hay không. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan nói thêm rằng ông mong muốn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chịu áp lực từ các nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Konisiyakamis cho biết Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí mà họ có thể viện trợ. Ông Kamis nói mọi thứ chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine đều đã được chuyển cho Kyiv. Phó thủ tướng nói thêm chính phủ Ba Lan hiện tại và cả tiền nhiệm đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Cách đây ít hôm, ông Duda nhấn mạnh Ba Lan sẽ không chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa và máy bay tấn công hạng nhẹ mà nước này đã đặt hàng từ các nhà sản xuất Hàn Quốc cho quân đội Ba Lan. Theo đó, trả lời báo giới về khả năng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Ông Andrei Duda cho biết không có kịch bản nào được xem xét, trong đó Ba Lan sẽ chuyển giao vũ khí được mua bằng hàng tỷ đô la Mỹ từ tiền đóng thuế của người dân Ba Lan cho bất kỳ quốc gia nào. Ông Duda nhấn mạnh các vũ khí mới mà nước này mua từ Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Duda cho biết thêm các nhà lãnh đạo Ukraine đã trực tiếp yêu cầu phía Ba Lan cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan vẫn nhất quán quan điểm rằng chừng nào ông còn là tổng thống không có vũ khí nào được mua để phòng thủ cho Ba Lan sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Liên quan đến tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc về việc nước này đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Duda cho biết nếu Hàn Quốc đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraine, số vũ khí này sẽ không nằm trong kho dự trữ dành cho Ba Lan. Mỹ tuần trước thông báo nhóm G7 cam kết cung cấp cho Ukraine gói vay 50 tỷ đô la Mỹ dựa trên lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga đang bị phương Tây đóng băng. Washington đóng góp 20 tỷ đô la Mỹ trong số đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, Ukraine có thể nhận được hỗ trợ ngay bây giờ mà không gây gánh nặng cho người nộp thuế Mỹ. Những cam kết như vậy rất quan trọng với Ukraine, nước đang đối mặt với tình hình căng thẳng trên chiến trường và mùa đông khó khăn sắp tới. Giới lãnh đạo nước này đang cố gắng thuyết phục phương Tây hỗ trợ nhiều hơn, như đưa ra lời mời gia nhập NATO và bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Ủng hộ Ukraine tới cùng vẫn là lập trường của hầu hết các nước châu Âu. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách trong khu vực thừa nhận cuộc xung đột càng kéo dài, họ càng khó thực hiện cam kết khi phải đối đầu với những chia rẽ trong nước và tính khó lường của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Giữa bối cảnh của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn gần một tuần nữa, lo ngại lớn nhất của NATO cho đến nay là kịch bản Washington xoay trục các nhà lãnh đạo châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng quay trở lại của một tổng thống từng chỉ trích NATO và đe dọa sẽ quay lưng với các đối tác quân sự và ngoại giao thân cận nhất của Mỹ. Trong khi có một số ít nhà hoạch định chính sách cho rằng ông Trump sẽ rời NATO, thì nhiều người lo ngại ông sẽ có một hướng tiếp cận thất thường và khó đoán hơn với liên minh quân sự này. Những gì ông Donald Trump có thể làm cho cuộc xung đột ở Ukraine là một trong những câu hỏi còn để ngỏ. Ông Trump từng nói rằng ông muốn giúp đỡ người dân Ukraine, nhưng cùng lúc đó ông cũng đổ lỗi cho tổng thống volodymyr zelensky vì đã gây ra xung đột để thiết lập sự chắc chắn hơn các nhà hoạch định chính sách châu âu đã bắt đầu đưa quyền kiểm soát các yếu tố chính của viện trợ quân sự cho ukraine vào quyền chỉ huy của nato ngay cả khi họ thừa nhận rằng ảnh hưởng chi phối của mỹ trong nato và phần tài trợ khổng lồ của washington cho kiev đồng nghĩa với việc họ không thể làm gì nhiều nếu một tổng thống mới của mỹ dừng hỗ trợ ngay cả khi bà kamala harris trở thành tổng thống vai trò của Mỹ trong hỗ trợ Ukraine những năm tới có thể vẫn là dấu hỏi. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ cam kết ủng hộ Ukraine và các quan chức châu Âu kỳ vọng bà sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách của chính quyền Tổng thống Biden. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn viện trợ lâu dài cho Ukraine, bà Harris sẽ cần nhận được sự đồng thuận từ Quốc hội. Điều này có thể trở nên khó khăn hay không, còn tùy thuộc vào kết quả bầu cử và tâm trạng của cử tri Mỹ. Những người sẽ bầu Tổng thống cùng toàn bộ thành viên Hạ viện và khoảng 1 phần 3 thượng viện trong ngày 5 tháng 11. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng này nói rằng, dù ai trở thành chủ nhân của nhà trắng, châu Âu cũng không còn là mối ưu tiên của Mỹ. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bị đe dọa sau những thắng lợi của phe cực hữu và bị bủa vây với những đấu đá nội bộ, nên sẽ khó có động thái mạo hiểm nào trước cuộc bầu cử liên bang vào năm tới. Ông Nathalie Tocci, giám đốc viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại Rome, kiêm cựu cố vấn chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) nói rằng, sự tê liệt ở Berlin và sự mong manh ở Pháp có thể ngăn cản việc ra quyết định thực sự mạnh mẽ về Ukraine, vốn cần thiết trong kịch bản ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Nhà lập pháp Ukraine Anna Skorokhod cho biết hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã đảo ngũ trong cuộc xung đột với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một nghị sĩ khác tiết lộ gần đây rằng tình trạng tổn thất ngày càng tăng và thiếu hụt quân số đã thúc đẩy kế hoạch tuyển thêm 160.000 quân. Phát biểu tại chương trình truyền hình Novini Life, bà Skorokhod cho biết tình trạng quản lý yếu kém và các quyết định kém của giới chức đã góp phần làm giảm tinh thần chiến đấu trên chiến trường. Bà Skorokhod cho biết, tôi sẽ không cho bạn biết con số chính xác những người đã đảo ngũ và bỏ trốn, nhưng tôi sẽ nói rằng con số đó là hơn 100.000 người. Bà tiếp tục nói rằng bà đã nhận được khiếu nại từ những người lính và gia đình của họ về hành vi của những chỉ huy cấp cao. Mọi người đang đặt ra những câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Tại sao tôi, một công nhân sửa chữa chỉ mới một tháng trước phải ngồi trong chiến hào, trong khi các sĩ quan cấp cao lại ở rất xa tiền tuyến? Tại sao chỉ có từ 10 đến 15% binh sĩ thực sự tham gia chiến đấu? Bình luận về vấn đề này, tranh án tòa án tối cao Ukraine Stanislav Grachenko thừa nhận sự gia tăng đáng kể các trường hợp đào ngũ trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine là mối đe dọa. Theo ước tính của các kênh truyền thông Ukraine, tổng số người đào ngũ ở Ukraine có thể đã lên tới hơn 170.000 người. Cuộc thảo luận về tinh thần chiến đấu đã nổ ra sau một số vụ việc nổi cộm về việc binh sĩ bỏ ngũ, kết hợp với nhiều báo cáo về việc các sĩ quan Ukraine phàn nàn rằng quân đội đang mất đi sự sẵn sàng chiến đấu và ý chí chiến đấu do thiếu luân chuyển và nghỉ ngơi. Các video về cảnh các sĩ quan nghĩa vụ phục kích những người đàn ông trong độ tuổi quân sự ở nơi công cộng và sử dụng vũ lực để bắt giữ họ cũng đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Hồi tháng 8, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đạo luật tha bổng cho các binh sĩ đảo ngũ lần đầu với điều kiện các binh sĩ này phải đồng ý quay trở lại chiến đấu. Ở một diễn biến khác, cựu cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, nhà báo Yuri Butusov nói trên kênh YouTube của mình, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sitsky, sợ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhà báo này giải thích, ông Sitsky rất sợ hãi, không phải sợ kẻ thù và cũng không phải sợ trách nhiệm. Ông ấy vô cùng sợ hãi trước ông Volodymyr Zelensky và những phản ứng lo lắng của ông ấy khi đưa ra tin xấu. Ông ấy sợ rằng mình sẽ bị cách chức. Trước đó, theo kênh Telegram, Legitimny của Ukraine, tránh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đã cảnh báo tướng Shisky phải tuân thủ chính xác mọi mệnh lệnh từ Tổng thống Zelensky và ông Yermak nếu không sẽ phải từ chức. Ở Ukraine, những người sợ cấp trên được bổ nhiệm vào các chức vụ chung vì cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, ông Valery Zanutny cũng hiếm khi phản đối hoặc từ chối ông Zelensky. Các nhà báo của Washington Post lưu ý rằng ông Zalutny có thể là mối đe dọa đối với Tổng thống Zelensky nếu ông quyết định bắt đầu sự nghiệp chính trị